Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay clip thu hoạch dâu tây và hướng dẫn các bạn cách làm sao chăm sóc dâu tây có quả to và ngọt các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu mình sẽ thu hoạch vườn dâu tây của mình. Như các bạn thấy là cái dâu tây của mình khá nhỏ nhưng mà quả rất là sai này các bạn này, rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Và cứ khoảng 2-3 ngày là mình lại thu hoạch được một nứa quả dâu tây nữa các bạn ạ. Đây là quả dâu tây này là do mình khi mà nó đang ra quả ấy, thì mình đánh lên chậu mình trồng như thế này thì là nó kiểu bị đột ngột ấy, nên là đôi khi những quả nó chín nhưng mà nó cũng hơi nhỏ một chút, nhưng mà không sao hết. Mình vặt hết, mình thu hoạch hết các nứa quả này đi và mình sẽ chăm chỉ một tuần mình tưới sữa một lần như mình đã hướng dẫn các bạn trong clip mình đã đăng tải rồi đấy. Mình sẽ tưới như thế để giúp cho quả nó sẽ rất là to này mà ăn lại ngọt nữa. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nhá. Ôi sai chữ quả luôn các bạn ạ, các bạn nhìn này. Wow, cây thì ít, cây thì nhỏ mà quả rất là nhiều luôn. Và chúng ta thu hoạch nhá. Một trái này, hai trái này. Wow, quả này to chưa các bạn ơi? Bạn nhìn thấy chưa? Quả này khá to luôn. Các bạn thấy trồng rau sạch ở nhà không khó đúng không nào? Wow, quả thứ ba này. Mình mới thu hoạch được 3 ngày đấy mà hôm nay đã chín rất là nhiều như thế này rồi. Quả này thì vẫn chưa chín lắm, thôi mình để sau mình thu hoạch. Wow, quả này chắc là khoảng 2 hôm nữa mình có thể thu hoạch được rồi. Mình thu hoạch quả này nhá. Quả này thôi chắc mình để ngày mai mình thu hoạch nốt. Wow, quả này. Wow, to chưa các bạn ơi? Các bạn xem clip của mình có bị kích thích để trồng cây ăn quả ở nhà không? Mình thấy dâu tây này các bạn cứ nói rằng là khó trồng, rồi mình trồng cứ bị chết ấy. Nhưng mình thấy trồng chăm dễ mà đơn giản lắm. Mình không dùng bất cứ một phân hóa học nào hết cả. Mình chỉ dùng bằng vỏ. Mình chỉ dùng bằng sữa mình tưới hàng tuần này. Và mình có vỏ trứng mà mình rải lên trên đây này. Hoặc là chúng ta có thể làm vỏ trứng và chúng ta trộn với đất chúng ta trồng. Và mình chia sẻ với các bạn bí quyết, đó là khi các bạn trước khi trồng cây dâu tây ấy, thì các bạn hãy chôn một ít cơm nguội này, một quả trứng, rồi chúng ta chôn ở dưới đất trước khi chúng ta trồng cây dâu tây nhé. Sắp tới mình sẽ làm một clip đó để hướng dẫn các bạn làm. Các bạn nên nhớ là khi mà chúng ta thu hoạch cây xong ấy, mà chúng ta thấy là cái nào nó thừa ấy, thì chúng ta nên cắt đi. Như thế thì cây sẽ tập trung dưỡng chất để nuôi cho quả to hơn. Chúng ta đừng để vặt thì chúng ta nên cắt sát các bạn nhé, để đừng để cành lá nó thừa ra. Như thế thì sẽ làm cho dâu tây của mình nó phải nuôi, những cái này nó cũng phải nuôi dưỡng chất này. Như thế thì cây ăn quả nó sẽ bị bé đi các bạn ạ. Và chúng ta thấy ví dụ như là những cái lá mà nó ngả như này này, có nghĩa là những lá đã già thì chúng ta cũng tỉa bớt đi, chúng ta không cần phải giữ lại. Mình cắt những cái này đi để tập trung cây nuôi dưỡng chất cho quả sẽ ra nhiều trái và nó sẽ to hơn các bạn. Đây, mình cắt đi. Và khi tưới nước các bạn lưu ý cho mình nhé, các bạn đừng tưới vào bông hoa, tại vì mình tưới vào bông hoa như thế thì sẽ làm cho bông hoa nó sẽ không đậu được quả các bạn ạ. Và nếu mà các bạn xem bông hoa mà nó bị đen ấy thì cái cây đấy nó không, cái bông hoa nó không đậu được quả nữa các bạn ạ. Thì chúng ta hãy cắt đi nhá. Đây các bạn thấy này, cái cây này của mình khá là nhỏ nhưng mà đã có quả rồi các bạn này. Các bạn thấy không? Quả đấy sắp khá to rồi. Đây. Cây mình cũng khá là nhỏ này. Nhưng mà hoa rất là sai luôn. Rồi. Và đây là thành quả của mình thu hoạch vào buổi sáng ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và ý nghĩa thì các bạn hãy đừng quên đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bấm nút chuông bên cạnh để hiển thị thông báo mỗi khi mình đăng clip nhé.